Để cái tóc này có vẻ rất trẻ và xinh nhé cả nhà. Mới đi event của Văn Mai Hương về. Chạy bộ chạy vàng, hai vợ chồng chạy bộ chạy vàng đi đón con. Trời ơi, sáng đi họp miếc ekip, fix trang phục, fix mọi thứ, họp bàn ekip, sân khấu âm thanh, rồi design, rồi stylist, rồi vận chuyển, rồi setup. Trời ơi, xong rồi đi ăn trưa. 1:30 mới về đến nhà, gần 2 giờ về đến nhà, 2:30 phải đến chỗ event. Trời ơi, ta nói ta trang điểm này. Make up ta trang điểm gì mà đúng đúng gọi gì 5 phút. Xong kẹp cái tóc lại này. Trời ơi, lúc hôm nay trời nhờ ông Luis ông kẹp cho cái gáy này Thảo chả hiểu thế nào. Nhờ ông Luis ông kẹp cho cái tóc đấy mọi người. Nên là đấy, đám cưới mời có 50 người còn dứt hết cả đầu. Mà đám cưới mà mời hết chắc chết. Trời ơi, ông giày đỏ đến giờ ông bắt đầu đến đến ngày đi đám cưới tôi ông giày đỏ ông ấy bị họp 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 chi bộ. Đến ngày đi đám cưới tôi ông giày đỏ họp chi bộ bảo là để anh cử người yêu anh đi đám cưới em. Trời, thần thiên địa. Vắt dầu vắt dại. Xong rồi anh lên sau trời thần. Hôm nay đi đi event xách cái túi đẹp không mọi người. Hôm nay mặc cái váy này dịu dàng. Xách cái túi này. Hai cha con nó ra nơi rồi. Túi này mới về thêm 20 chiếc. Đó. Cõng cõng nhau kìa. Tại sao bắt ba bế vậy? Ủa đâu ba tụi bế mà. Ba tự bế à? Hôm nay con thấy vệ sinh không? Dạ có mà mẹ ơi mẹ biết sao tụi như con như trễ không? Vì sao? Con ngồi con lấy bên kia con gói quà con mời á con cho vào cái bao á con phục vụ con cảm ơn. Trời ơi. Thế à, con phụ con có làm được giúp cho cô giáo nhiều không? Dạ có. Tự nhiên đang làm cái ba kia. Tại vì phải về hôm nay mẹ cả ba đi từ sáng sớm hơn nhiều việc. Rồi. Nói to lên, đứng lên nói to cái gì? Mẹ có thể cho con tí nữa mẹ mẹ ship ship thì ta à lộc mẹ mưa giùm con đi à lộc nhờ họ ship đi trà sữa được không? Là con đang thèm gì? Trà sữa. Con hỏi ba có chung trà sữa không? Con còn chưa uống cái gì nữa. Con muốn uống nước lọc á. Ok. Mẹ có giờ thì mẹ muốn. Thì tối nay con muốn ăn gì? Tối nay hả mà. Tối nay ăn gì cũng được mà. Hoặc là ăn tô mì đi. Thôi đừng ăn mì gói nữa con ơi. Mì gói là để mình bí bách lắm. Không có giờ hay mình bận mình kẹt mình ăn cho có thôi. Chứ ai mà ăn mì gói thì tại ra ăn mì được. Gói thì nó nóng nhanh lắm. Đúng bạn. Rồi. Con còn dư trời cho em con còn một tiếng Anh ba nói nữa. Yes, please. Nên con mới bảo là con bị gì? Nhốt. Con phải ăn đúng bữa chứ đâu phải ba đâu kêu con tiết kiệm giờ bằng việc ăn mì gói đi học bài con. Ôi, nhưng mà thề không sẽ biết này luôn. Mình học xong rồi mà. Đúng không Kiến? Con hỏi ba kìa. Ôi bữa giờ ba về mấy ngày mà con ăn mấy lần mì rồi. Ủa vậy con cho ăn mì luôn á? Rồi có, buổi sáng con trang cho con ăn mì. Rồi có hôm buổi tối về ăn mì, má mẹ con bị con ăn mì. Khi nào mình không mình kẹt lắm không có giờ thì mình ăn với bây giờ. Có giờ ăn thì ăn cơm ăn gì cho con. Tôi kiếm muốn ăn gì bây giờ? Ngoài mì tôm kiếm muốn ăn gì? Pizza. Pizza.
Chào Phan Tuấn Vũ, chào em, pizza. Pizza mẹ không ăn được. Không sao, em gọi cho anh ở Kiến ăn. Con mời mẹ nha. Con mời mẹ, hôm nay mời mẹ gì à? Nhưng mà do con cắt bạn, con cắt một hai đĩa thôi. Thì do sợ con bưng một đĩa ra, thế là không ăn được, con ăn luôn. Còn lấy ba đĩa thì con lại ăn dư. Thôi, con kiếm món nào khác để mẹ ăn chung đi. Sầu riêng nhà có rồi, thế bây giờ muốn ăn cái gì nữa? Ngoài trà sữa ăn cái gì nữa đây? À, hay ăn cơm tấm bãi rác. Ừ, được á. Kiến này. Mấy giờ nó bán? 5:30-6:00 bán rồi. Mình, ăn được. Mình... cơm tấm bãi rác là con chưa giờ đến đó, là cơm tấm bán ở chỗ cái bãi rác á. Thôi không ăn nha. Cái gì? Phải còn phải bãi rác. Nói to lên xem mà. Thôi con không ăn đâu, thúi lắm. Thúi lắm à? Hoặc là mình vô cái siêu ở đây mình mua con tấm. Chỗ này ngon, người ta kêu bãi rác là tại vì con biết sao không? Là tại vì sáng sớm đó, người ta là cái chợ, người ta bán đồ, bán đồ nấu ăn đó, bán thức ăn để nấu cơm đó. Vì nhiều khi rau hư rồi củ cải hư, mấy cái đồ hư người ta bỏ đóng để mấy chú dọn rác cho nó tiện đó, thì quăng ở đó. Cái gì mà mình quăng thì mình kêu là rác, thì kêu quen miệng gọi là bãi rác, chứ ai mà đi bán cơm trong bãi rác làm sao ngồi ăn không? Yeah. Không dám luôn à? Con cho cơm nấm rồi được rồi. Con nấm là con... mẹ lấy cho con à? Con biết cách làm cơm nấm á. Đầu tiên á, mẹ lấy mấy cái cơm á mà nó cứng, rồi con sẽ tự tạo thành mấy cái hình á. Con sẽ tạo tam giác ăn cho nó ngon. Rất cơm ngon lắm, nóng. Con sẽ tự làm. Hay vì nhà nấu cơm gọi cá cá khô và đình can sang chiên. Ban cá khô không? Không. Cơm bãi rác. À, không. Không ăn cơm bãi rác đâu, con không ăn rác đâu. Con không ăn cơm rác đâu, hề. Con không ăn rác đâu. Con không bao giờ ăn rác. Bây giờ ăn cơm với ăn cây con ăn gì? Ăn cơm. Nhưng mà con ăn cơm bãi rác. Con muốn ăn cơm nấm tự làm. Con ăn cơm đi con, ngoài bán cô đó bán ngon lắm. Thôi không dám ăn. Hay mẹ về nấu cơm cho Kiến ăn, còn mẹ gọi cơm tấm bãi rác cho ba ăn. Ok. Thôi. Thế giờ nó không ăn giờ sao? Ăn được, tại vì nghe cái tên bãi rác nó sợ thôi chứ đâu phải là cơm không ăn được. Không, mà con... Thôi vậy thôi, ba chạy ra ngoài mua cơm đó về cho con ăn. Hôm qua ba nói con cái gì rồi chứ? Dạ. Hôm qua ba nói con cái gì rồi? Không nhớ. Bây giờ suy nghĩ lại đi. Như nè ba, con ăn cơm bị đét đâu. Vậy thôi mẹ nấu cơm nhà ăn. Gì? Con sẽ tự mẹ nấu xong rồi con sẽ tự tạo mình nhà ăn. Con làm gì vậy? Mẹ làm rớt nút áo mẹ. Đóng áo cho mẹ à? Trời rớt, mẹ muốn hở hả? Mẹ đâu có muốn hở? Phan Tuấn Vũ ơi, đua về Bình Dương có gì ăn? Chả có gì ăn. Vì Bình Dương là người ta vẫn mua về họ. Hay xuống chị Hà chơi không? Dạ. Hay. Còn tắm rửa ăn học gì không? Không. Xuống chị Hà. Ăn cơm bữa đi chứ nó đi lông nhông với hai bữa nay rồi ăn đồ ngoài đường không mà cơm có trong bụng rồi cứ đòi da với xương không. Da với xương cho nó đẹp. Chào Vũ Xuân Tín bạn. Tóc này hợp lắm luôn, cái tóc này để từ xưa đến giờ mà. Chào qua bình thường là tôi ở bẩn. Với là tôi không điệu, tôi không ủi cái tóc ra tôi. Mấy ông này không ủi cho tôi cái tóc. Mẹ ơi à. Bây giờ con sẽ đặt một cái người trên TikTok mà con biết về chú Lợn. Con đặt một người thôi nha. Long Chun. Long Chun thì anh Long Chun nhà mình đây. Rồi sao? Ủa mẹ ơi, anh Long Chun ảnh. Ok, anh Long Chun là anh trai của
Anh Long bé có làm sao nhỉ? Thân gặp con rồi, ơ kìa con đi sinh nhật anh Long bé, ơ có làm sao nhỉ Kiến nhỉ? Biết con là anh Long Chu là gì của mẹ? Là em út, giống như chú Can đấy mẹ. Gỏi gà măng cụt thì chị không biết ăn rồi đó. Măng cụt gì? Măng cụt thì nhà có. Chân gà là cái gì? Chân gà này mình không cần nhá, tôi cùng phúc của ba mình ăn. Rồi, biết rồi. Người ta gọi là chân gà rút xương. Thì con quên nó chỉ rút xương thôi mà. Bạn biết ăn không? Trời mẹ là chỗ bợm nhậu, bác Dũng tài xế làm đây, nhưng mà cay lắm. Cô sao cay? Có vị mật ong mà nó mẹ không có cần cay gì hết. Vị mật ong nào? Vị mật ong có mà, không có mà mẹ. Mỗi tội nhậu Bình Dương mà không lái về được em ạ. Chân gà rút xương mà lại có vị mật ong là cái gì trời thần. Có mà mẹ, không tin mẹ xuống dưới phần limat đi còn đi. Anh Luis lên 9 kg nha Mai Hoa. Anh thì có vẻ béo hơn. Vậy là ba đã được 100 kg. Còn dấu ốc 120 kg. Con thích ba mập hay ba gầy? Như là núng nao núng nính bà. Núng nao núng nính nè. Nồi thơm kinh kinh kinh. Nó nịch ly trà sữa đấy. Nó thơm với nịch ly trà sữa đấy. Bây giờ mua cho kiếm một ly trà sữa à? Dạ. Thèm lắm rồi phải không? Bà uống trà sữa không? Không. Mẹ ơi, con nói mẹ cái này nè. Ơi. Tính ra hồi nãy mình mới đi qua cái chỗ bán trà sữa luôn á. Gần trường có kìa. Không, con phải uống đúng chỗ mẹ muốn. Ok, coi. Coi hoặc là... Thì mình mới đi, thì hồi nãy gần trường mình là cái trà sữa coi chứ là trà sữa gì. Chỗ nào nhỉ? Mình đi qua luôn rồi còn đâu. Mình vòng lại kêu gì cũng bị bắt được. Vòng sai được, ngược chiều là có những cái... Cường ơi, mày kêu là chồng tao về tao hớn. Thế mày gặp vợ mày có hớn không? Thằng khốn nạn kia. Có. Thằng học cùng trường này, to như con trâu này, ngày xe hay bắt nạt. Là quê, ôi chú. Cường ơi, tao xem bức hình tao với mày đứng cổ vũ bóng đá, khiếp tao và mày như hai phần thịt, sợ quá. Hát cái gì ấy? Hát to coi nghe coi nào. Là bài gì á? Bài đá bóng. Cổ vũ đá bóng mà mày. Hát lại coi. 2, 3. Hát to lên. Tính rồi. Giờ làm sao để gửi hai con thỏ đây này. Mình đi Đà Lạt gửi hai con thỏ này. Kiến ơi. Dạ. Vậy mình đi Đà Lạt mấy ngày hai con thỏ thế nào đấy? Mang theo hai con thỏ mà. Cái gì? Rồi mình mang theo hai con thỏ rồi thì mình cho nó lên chảo. Cho lên chảo luôn à? Con dọa mẹ á? Con dọa mẹ là mẹ làm luôn. Thôi, con cho nó lên chứ là cái thường thường mẹ cứ nói là con khóc ngoài. Con khóc ngoài á? Sao tự dưng con lại yếu đuối dữ vậy? Chán á? Không biết hôm nay tự nhiên mấy hồi cho em tự nhiên bỏ con. Vì sao? Không biết đâu. Đi đâu cũng để con đi thôi.
tại vì con gây quan trọng hóa vấn đề, các bạn đi thì mình cũng đi cùng thôi. Con gây, con gây tưởng tượng những cái gọi là mấy cha má này đi thật sự không thể chịu nổi luôn. Người gì mà đi mà đi 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 đứng cả bên làn đường một chiều chèn hết không đi được. Anh đây, anh thấy vì sao tắc đường không? Cái line mình dãy vô mà đứng 3/4 luôn rồi, không vừa nổi cái xe vào, dãy vào luôn. Mẹ nghe. Mẹ sẽ không bao giờ cho con uống trà sữa ở đây. Mẹ biết là ở đâu không? Ở đâu? Ở vỉa hè. Chính xác. Mình uống, mình uống nơi uy tín con ạ. Mấy cái chất liệu đấy sợ lắm. Mấy con thấy không? Mấy cái ly trà sữa nhất mà là mấy cái vị hè nó bị mấy cái đường hóa chất, con hiểu không? Uống nó không có được, tích tụ vào người mình những cái độc hại là mấy không thích. Với lại là nếu như mà có vài người mua trà sữa có màu hồng á là họ cho màu hồng. Sáng mai Trang lên 8 giờ 9 giờ về nhà thì bà giặt sạch đúng đồ đấy. Ủi hết đồ mẹ nghe con. Chị muốn tìm phấn bột để phủ lên á, em đánh cái phấn đấy em đâu cần phấn bột đâu. Em đánh xong không cần phấn bột luôn, bền màu, tươi sắn, dã man, mướt mát. Chị thấy hàng ngày em vẫn đánh đây. Ok 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 em yêu. Ủa mẹ có bán thỏ không, con bán mà. Chết rồi, đâu tìm con thỏ. Anh đang nuôi con thỏ từ ngày bé nhè này. Giờ sao? Mẹ thỏ đó chứ. Mẹ ơi, bây giờ con nhìn đi. Bây giờ hai con thỏ ở nhà to như hai con lợn con. Xong bây giờ mẹ mua con thỏ bé bằng cái chút bàn tay. Thế về đến đấy con thỏ lớn nó cắn con thỏ nhỏ thì con phải làm sao? Không được. Nó không xem là không được. Trời ơi, con có biết là để hai con thỏ, anh biết từ hai con thỏ từ bé xíu thì đến nhà là mất mấy triệu tiền rau rồi. Giờ chuẩn bị đến trà sữa này. Đây mình gọi cái ly trà sữa đây nè. Tattoo của con đây này con ạ. À, ba vô mua cho em này. Tattoo đâu rồi nhỉ? Ơ đừng nói vỡ nợ nha. Nghi nha. Mình đứng ở đây mà. À đây Sifu Tăng này. Hú hồn. Sorry bạn thân. Chủ cái này là con da mọc đấy. Đấy, mình phải ý thức. Đứng ở đây gẹ gẹ. Rồi ba đi xuống này. Anh mua cho nó size nhỏ nhất. Mua cho bà Tú một size chung nha. À mua size nhỏ cho bà Tú. Không, mua hai size nhỏ. Anh ơi, trà sữa trân châu đường đen, hai size nhỏ. Đưa tiền nữa, sao không đủ tiền. Con nghĩ gì mà không đủ tiền, tiền là kiến. Xuống ba đi kìa. Chào tâm linh đá gì. Hôm nay mọi người thấy em mặc cái set đầu nó có nữ tính dịu dàng không? Có phù hợp với những cô gái có chồng không? Cả nhà bây giờ dành 5 phút cho em đi cả nhà. Em có phù hợp với cô gái có chồng không? Đeo cái túi này có giống là một cô gái nữ tính không? Cái túi này ấy, bao nhiêu lâu nay không biết là
đeo như thế nào cho đẹp, giờ thì biết rồi. Điệu đà lắm mọi người ơi, nên mà để được rất nhiều đồ ra thật bản siêu cấp siêu VIP nhé. Chị nào nhanh chóng khẩn trương ôm ngay vào bờ. Lương Quỳnh chuẩn bị lấy chồng có khác thùy mị. Tẩu sư mày không thùy mị thì mới chồng bỏ. Con đi Lương Quỳnh khốn nạn, con bạn khốn nạn kia, con bạn khốn nạn kia. Tối nay chả nhẽ hai vợ chồng đi cà phê, đi dạo dạo chăng? Trời ơi, không đeo đồng hồ, không đeo gì cả. Cái này 2050, cái này hàng siêu cấp nhưng phải hàng thường nha mấy chị. Cái này hàng siêu cấp đẹp nha. Tao chưa thấy thiệp mời, tao đâu có mời mày xa xôi cách trở. Tao mời mày online, uống rượu online với tao thôi. Cái này 2050, chị nào lấy hôm nay em giảm còn 1750 nha. Các chị chụp là em như thế này, là hôm nay em lên cân đứng sảng 1.750.000. 1750. Đúng những cái ngày bận rộn nhất thì bà giúp việc, bà cưới em trai. Tôi cũng đành 1750 cái này nha mấy chị. Nào chụp lại cái này nào. Cả nhà thấy em đẹp và chụp à. Cái túi hơi bị đẹp luôn mấy bà. Cái túi này người ta gọi ngất xỉu. Trời ơi, quá trời đẹp. Hàng xịn xò con mẹt bò nha. 2050 em giảm còn 1750. Báo tin nóng nhân viên này. Mã này hơi bị đẹp nha. Chào chị Phạm Ngọc Phượng Bella. Kiến tối ngủ với ngoại á, cũng mong nó ngủ với ngoại. Cũng mong nó ngủ với ngoại luôn đó chị. Chưa biết làm nào luôn. Hai cha con đi mua trà sữa. Giờ tôi khổ thật các bà. Đáng, lần nào về nhà tôi giúp việc cũng có chuyện. Trời ơi, lần này giúp việc nhà tôi nào thì về cưới em trai. Wow, để ý móng vuông này hợp nha. Trời ơi, móng vuông mới tốn 380 mà vừa mới làm hôm qua là ra khỏi tiệm là bong mấy cái này rồi, khó chịu vô cùng luôn. Chả nhẽ kêu chồng đi ra quán bún đậu ăn. Lười nấu cơm ghê vậy nữa. Chưa bỏ cái gì ra luôn. Hay là về nấu cơm cho chồng ăn cơm trứng tráng. Hay là mày lo cơm trứng tráng, cơm trứng chiên. Chào Nguyễn Nguyễn, hôm nay chế nữ tính nhẹ nhàng nó phải có lý do. Chào Cúc Anh Tô, chào Thảo Thảo, chào anh Tuyền Nguyễn. À, em nói thật mấy chị, bình thường là em không có ủi tóc ra cái chiều ông, nên các chị thấy em buộc một cục trông như con ma già. Trưa hôm nay em vội vội vàng vàng, 1:30 trưa đi, 1:15 đi từ quán khoái về nhà. Về nhà là 1:30, 1:40. Cứng. Em đánh phấn AGE nhà em bán chị. Cái ly nhỏ nhất nó được bao nhiêu cm không? Không. Cũng 30 cm. Đây em đánh phấn này chị. Mẹ chọn đúng cái ly này luôn. Ly nhỏ nhất là ly này nè. Chính cái ly này luôn. Thì bao tiền? 100 mấy vậy? Đấy chưa? Một ly này là 68.000.
Có mì mẹ uống, mẹ làm gì có tiền mà uống. Vậy thì con gom mẹ uống chung với ba. Đúng không? Cái này cho bà ngoại này. Chào Nguyễn Đạt, chào gì? Ba mở mua cho em đi kìa. Thế giờ tóm lại kiếm ăn cơm tầm bãi ra không để về đi ăn luôn chứ không. Nói to đi, nói to lên. Kinh thật. Con chung với ba nha. Bao nhiêu chưa? Chưa giờ thấy bảo là con ăn chung với mẹ cái gì nha. Mẹ vui chưa? Cái gì? Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Cái gì? Ăn chung với con Hương. Một tô ba người chưa. Cái gì? Một cái ba người chưa đều. Ba con một mình ăn hai đĩa. Bụng cơm đó, thầy lát về tiếp. Dạ, rồi tối về uống tiếp. Không có hút hết rồi, no bụng, no ăn đòn đó. Ba kia thì em không đủ. Đúng không? Đưa đưa ba làm cho kìa. Trời, thần thiên địa. Rồi xong, ok chưa? 136 cành của tôi. Bán đến bao giờ mấy mâm bún đậu thì... Úi dồi. Nói chung là hôm nay nó mời tôi trước tôi cũng cảm thấy mãn nguyện các bác. Kinh có bán chị. Con cứ đổ đi rồi con thấy cái cảnh con liền này. Con mà làm đủ ly trà sữa lên xe có biết cái hình phạt với con là gì không? Không có ra đường. Mình sẽ phải lau cái xe thì con xin là hú hồn. Cái túi đang cầm nó có hai dây đeo, một dây bằng bằng xích mạ vàng, một dây bằng da. Mà con bây giờ con chỉ cần cầm hai cái ly này con bóp một cái mà nó đổ rồi. Kính 490.000 chị. Túi có hai dây, một dây da và một dây xích mạ vàng dòng siêu cấp nhé. Cái túi này là siêu cấp, rất đẹp. Em là lười không livestream, với chồng em về em không có livestream ấy. Em tiện sách cái nào thì các chị mua ủng hộ, nhưng mà là các chị sẽ mua với giá rất là mềm. Còn em phải mất công thuê thằng makeup 3 triệu để makeup làm tóc để ngồi livestream là thôi. Em cộng cái 3 triệu đấy vào cho các chị luôn. Ồ má, đi đẹp không? Người xinh chứ chứ anh thấy không? Thấp con nhưng mà rất xinh luôn. Ăn mặc rất đẹp luôn. Tối về mặc thế ra đường mới được. Mặc áo giấu quần. Mặc cái áo màu xanh lá. Kính 490 cành chị. Cái túi này ấy, bình thường mà em phải livestream cho mấy chị ấy, là em phải bán 2.050.000. Nhưng mà vì em không có cái buổi livestream trực tiếp tất cả các mã túi, nên chị nào lấy hôm nay thì sẽ có giá 1.750.000. Em đã báo với con Nhung nhà em rồi, là hôm nay em sẽ không chia cái tiền make up làm tóc, vì hôm nay tự make up, tức là không ngồi live stream. Chị nào lấy, bởi vì cái túi này hôm nay túi đẹp. Túi đẹp nha mấy chị. Về có 20-30 cái thôi, vì cái túi này á, các chị cầm đi tiệc được, mặc quần jean áo phông được, rất là tiện. Cô Trang để kiểu tóc và màu tóc này dịu dàng. Dạ, kiểu tóc này để rất nhiều năm rồi. Còn màu tóc này thì mới nhuộm lại thôi. Chả qua là chồng em về cho em rượu ràng tí thôi, chứ còn bình thường là em ở bẩn, hoặc là em không thích trau chuốt. Em là sẽ buộc cái tóc lên đúng hình tụ. À hôm nay em ủi cái tóc này, em nhờ chồng em ủi cho em đấy mấy chị. Chồng em lấy cái bàn ủi ủi cho em đó. Chị em không có khả năng để tự ủi cái tóc như thế này nha mấy chị. Ủi là mình phải làm lên cái bàn ủi hả? Con hỏi ba con làm gì? Ba đè mẹ lên cái bàn ủi để ủi hả?
Con thấy cái bàn ủi màu xanh không? Mẹ nằm xuống đất, ba lấy cái lược, ba chải cái tóc thẳng ra cái mền. Sau đó ba lấy cái bàn ủi tóc á, ba ủi lên. Cái kính này em đeo bao nhiêu năm nay các chị chẳng bao giờ khen đẹp. Tự dưng hôm nay em mặc cái váy này, các chị bảo kính này không có trang đeo đẹp quá. Tôi không hiểu nổi các bà luôn. Cái kính này là có màu đen, màu gold và màu trắng. Em đeo màu đen, màu trắng, có mỗi cái màu gold chưa đeo bao giờ. Chẳng bao giờ thấy các chị khen là kính này chắc đeo đẹp. Có thể do mọi ngày em chải tóc xước hết lên, rồi em buộc một củ tỏi, các chị không thấy đẹp. Hôm em xóa tóc ra rượu ra, các chị lại khen kính đẹp, hợp gương mặt. Mặt em nó vẫn như vậy 38 nồi củ khoai đến giờ. Khổ thật sự luôn. Kiến ơi, Kiến tối nay ngủ với bà ngoại đấy nha. Không nịnh hay gì nhé, trang mặc áo kín kín rất hợp. Dạ em ít khi mặc hở lắm, trừ khi công việc phải mặc hở mới hở. Chứ còn các chị thấy em đấy, gu của em thôi, gu quần, quần đùi áo phông. Còn đâu tối đi ngủ thì em hay mặc áo hai dây. Cho mát. Cho mát đúng không Kiến? Đúng. Kiến ơi. Dạ. Con thương ai nhất? Thương mẹ. Chính xác. Thương cả gia đình. Cái gì? Thương cả gia đình. Sao tự dưng bây giờ có thêm chữ thương cả gia đình ở đấy trời? Cái gì nói to lên? Phải thương đều chứ. Phải thương đều chứ à? Oh my god. Con sợ điều gì? Có thế lực nào bắt nạt con? Thế lực bắt nạt con nó chính là mấy bạn của con. Ai sẽ bắt nạt con? Có cô hai làm con tốn thương giống như là bị bắt nạt. Bị bắt nạt. Bố tôi chơi một mình. Bố tôi bố nạt con. Ai comment là trông em trẻ đẹp hơn chồng em là em sẽ bấm kết bạn Facebook. Còn ai chê em xấu hơn em block. Chơi vậy ai chơi lại. Hôm nay nhìn nó thùy mị nết na quá không quen phải không? Tập dần đi cho quen. Em sẽ đầu tư một CG, những quần áo váy vóc dịu dàng. Cái kính này ấy, nó hợp với những bộ đồ công sở. Những chị nào á mà hay mặc đồ công sở hoặc những cái váy kín đáo, hoặc những cái chị mà gu mà sợ chồng á, thế chị nên đeo cái kính này, vì cái kính này trông nó rất là không dám đánh, không nỡ đánh. Những cô gái đeo cái kính này thì ông chồng sẽ không nỡ cho cái bàn vả. Phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bởi vì mà cho cái bàn vả và cái mẹt em thì thôi, kính nó rơi xuống đất thì cũng đời xin là cô liệu. Mẹ hiền hay mẹ giữ Kiến? Cái gì nói to lên? Hiền lắm đúng không con? Dạ. Con nói thật lòng hay là nói giả vờ? Thật lòng. Thật lòng à? Mày hiền lắm phải không? Dạ mẹ, chỉ là con lúc con sai nhưng mà con hơi buồn. Cái gì? Sợ bị ăn đánh. Mẹ chỉ la con lúc con sai. Lúc mẹ quýnh không, mẹ con quýnh trước mẹ giữ không? Nhưng mà ngoài lúc quýnh con là mẹ rất hiền đúng không? Dạ. Dạ mà sao mà trông con buồn thế kia? Sau một hồi đổ đi trả sự tới số. Mà nhất là em á nha, nhất là em, nếu như mà em mới để xin em cầm đi cho xem. Bó. Mai anh có mùi dai hôm nay chỉ yêu sinh hẳn ra à nha. Trời. Toàn xem bói. Các bà toàn là thần bói học. Hương Hà. Em các bà này toàn là kiểu các thầy bói đâu ấy. Sợ thật, các bà xem quẻ. Tự dưng hát vừa nghêu ngao đi à?
Ba thì ăn tóc không? Thì ăn tóc không? Nói to đi, hát to đi. 1, 2, 3, vô. Nói hát to đi. Mẹ ơi, tại do người ta đọc nhẹ, do lúc nãy đang sợ nha. Mẹ ơi, con có điều này muốn nói mẹ nghe. Năm nay thì con giữ được không? Năm nào, năm kia, năm kia. Năm nào, mẹ cũng nói rằng con ơi, đưa mẹ mẹ đi. Mẹ chỉ giữ chứ không dài. Mẹ bao giờ mẹ lại sớm mẹ sẽ đưa. Mẹ con khóc la mẹ quá trời. Mẹ cũng sẽ đưa con mà. Đằng kia có chữ này tam nên con không đọc, con đọc qua đằng kia nha. Có nghĩa đoạn kia có chữ mày tao là không đọc, bởi vì con điểm kia nó không là chữ mày tao. Ý là hai chữ kia, hai câu kia có mày tao, bây giờ con sẽ bỏ qua hai chữ đó mà con đọc chữ kíp theo bên kia. Giờ con ăn cần để con nói trong đầu, chứ nếu như mà con nói ra ngoài mà áo này em được tặng chị bạn, anh bạn em mua gửi từ Mỹ về. Cái áo này em được tặng, không phải em mua ở Việt Nam. Những cái gì đẹp đẹp ý là đều được tặng. Mẹ đã mỗi bao nhiêu lần mẹ chỉ giúp con thôi. Mẹ đã mỗi, mẹ uy tín lắm con à. Mẹ chưa nói sợ bao giờ. Mẹ ơi, hôm nay con cần một chút để thiêu vật nha. Mẹ đang có chút việc bận, rồi mẹ con sẽ vật hoài luôn. Màu thêm anh ạ, chứ màu jean của nó sẽ là màu trắng. Gray là màu gì? À, nó tỏa. Từ nhà đến trường Bạch Kiến không xa, nhưng mà vì nó là cái cung đường nhiều xe chị. Mua cho con. Ủa, con đâu có gì đâu. Con chỉ nói là ăn cho chắc bụng. Ủa, gì vậy? Con đâu có nói gì đâu. Con nói là mẹ ơi, tí nữa mua cho con chứ gì lúc chứ mà ăn đi mẹ, đúng không mẹ? Ừ. Xem mà mai tổng kết trường có ăn sáng ở trường không? Họ chỉ cho mình một cái đùi gà với lại là nước ngọt thôi. Nước ngọt cái kiểu trái cây. Có một bánh bao không? Họ sủi gốc cũng được. Ăn sủi gốc rồi hết tàn rồi con, hết sôi. Úi xời ơi, bà nào để đây đây? Anh ơi! Anh trai ơi! Bảo hộ em với xanh xanh cái. Nhà em á, tối lên ăn cơm tầm bãi rác là cái món em và hai vợ chồng em đều thích. Từ từ bác Nguyễn đây. Chưa xong. Chỗ bên kia không để nhờ. Rồi. Ba cầm trà sữa cho bà ngoại đi. Để đây mệt rác này bác. Cầm lên nha. Con kiến cầm lên cho bà ngoại đi nha. Mà phải có
Ok đây. Đây ba cầm chìa khóa nha. Rồi ok, let's go. Cắm lại bình nước vô chạy ba. Đưa lấy bình nước. Thôi, để mẹ làm. Bye bye cả nhà nhé, gia đình em về rồi. Về lên nhà cả.